Sáng ngày 1 tháng 10, triều cường trên sông Hậu dâng cao vượt báo động 3 khiến nhiều tuyến đường, hẻm ở thành phố Cần Thơ ngập trong nước. Có tuyến đường nước ngập gần 0,5 mét, các hoạt động kinh doanh, sinh hoạt, đi lại của người dân bị xáo trộn, ngưng trệ. Theo ghi nhận, mực nước cao nhất tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu đã đạt 2,03 mét, vượt mức báo động 3 là 0,03 mét. Đây là ngày thứ 3 liên tiếp thành phố Cần Thơ đối diện đợt triều cường với mức nước ngày càng dâng cao vào buổi sáng và chiều tối. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tháng 10, có khả năng xuất hiện trên khu vực Biển Đông khoảng từ 1 đến 2 cơn bão, áp thấp nhiệt đới và có thể ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam. Các đợt mưa vừa, mưa to vẫn tiếp tục có khả năng xảy ra tại khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, đồng thời hiện tượng mưa dông, lốc và sét có thể kèm theo mưa đá vẫn tiếp tục xuất hiện trên phạm vi toàn quốc. Theo ông Nguyễn Đức Hòa, Phó trưởng Phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh trong tháng 10 sẽ bắt đầu có xu hướng hoạt động gia tăng dần về tần suất và cường độ. Ngoài ra, bão, áp thấp nhiệt đới, gió mùa Tây Nam và không khí lạnh có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động trên các vùng biển, hoạt động hàng hải, đánh bắt hải sản của ngư dân. Cùng với đó, việc tiếp tục xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá trên phạm vi toàn quốc có thể ảnh hưởng lớn đến sản xuất và các hoạt động dân sinh. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về triển khai công tác y tế trường học năm học 2023-2024. Theo kế hoạch, thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị duy trì giám sát phát hiện sớm dịch bệnh trong trường học và các cơ sở giáo dục, đặc biệt là các bệnh truyền nhiễm, bệnh mới nổi, tái nổi, bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh, dinh dưỡng và vận động hợp lý, giảm thiểu yếu tố nguy cơ về bệnh không lây nhiễm, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trong trường học và các cơ sở giáo dục, tổ chức triển khai các mô hình giám sát, phát hiện, can thiệp nhằm nâng cao sức khỏe cho học sinh, cán bộ, giáo viên nhà trường và mở rộng mô hình để hướng tới mục tiêu phát triển thể lực, tầm vóc người Hà Nội đến năm 2030. Thành phố Hà Nội yêu cầu các trường học chủ động giám sát phát hiện sớm dịch bệnh trong trường học, phối hợp với y tế địa phương xử lý kịp thời và triệt để các ổ dịch. 100% ổ dịch, đặc biệt ổ dịch bệnh truyền nhiễm, các bệnh mới nổi, tái nổi trong trường học được giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời, không để xảy ra dịch bệnh lớn. Ngày 1 tháng 10, Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho hay đơn vị đã bắt giữ nữ nghi can giết người cướp tài sản ở chợ đầu mối Thủ Đức. Trước đó, trưa ngày 30 tháng 9, một số người đi ăn trưa về đến bãi xe ở chợ đầu mối Thủ Đức, phường Tam Bình, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh thì phát hiện một người phụ nữ, 26 tuổi, ngụ tỉnh Long An, nằm chết cạnh vũng máu nên báo công an. Trích xuất camera an ninh, công an xác định có người phụ nữ chở nạn nhân bằng xe máy tới khu vực trên rồi dùng hung khí sát hại. Gây án xong, nghi can tẩu thoát. Qua truy xét, tối ngày 30 tháng 9, công an đã bắt giữ được nghi can và bước đầu xác định đối tượng sát hại nạn nhân để cướp tiền, nữ trang và điện thoại. Tại họp báo thường kỳ tháng 9, do Văn phòng Chính phủ tổ chức chiều tối ngày 30 tháng 9, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an thông tin, ngày 20 tháng 9, Cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Ngô Thị Tố Nhiên, sinh năm 1974, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sáng kiến về chuyển dịch năng lượng Việt Nam, tội chiếm đoạt tài liệu của cơ quan, tổ chức. Bị bắt cùng tội danh với bà Nhiên còn có ông Dương Đức Việt, sinh năm 1979, chuyên viên cao cấp, Ban Quản lý Đầu tư Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia thuộc EVN và ông Lê Quốc Anh, sinh năm 1984, trưởng phòng phân tích hệ thống Công ty Tư vấn Điện 1. Kết quả điều tra xác định ba người này có quyền tiếp cận các thông tin, tài liệu liên quan hoạch định chính sách, phát triển lưới điện của tập đoàn EVN, lưới điện 500 kV và 220 kV. Vì vậy, bà Nhiên đã hợp thức hóa việc chiếm đoạt tài liệu bằng cách ký hợp đồng lao động, hợp đồng chuyên gia với các ông Lê Quốc Anh và Dương Đức Việt theo hình thức bán thời gian, có trả lương. Hai đối tượng trên đã cung cấp tài liệu liên quan đến EVN cho bà Nhiên. Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Quảng Bình vừa kiểm tra,
phát hiện và tạm giữ một khối lượng lớn cát xây dựng khai thác và mua bán trái phép. Khối lượng lớn cát không có nguồn gốc hợp pháp bị tạm giữ thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Hoàng Phúc do ông Nguyễn Văn Hoàng làm giám đốc, đóng tại xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Bước đầu kiểm tra, mặc dù giấy phép khai thác cát đã hết thời hạn nhưng ông Nguyễn Văn Hoàng vẫn tiếp tục thuê người đến khu vực mỏ để khai thác và vận chuyển về bãi tập kết của công ty tiêu thụ, với tổng khối lượng lên đến 2.000 mét khối cát. Công ty của ông Hoàng đã xuất bán gần 1.500 mét khối, số còn lại chưa tiêu thụ là 569 mét khối. Công an tỉnh Quảng Bình đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Hoàng, tạm giữ khối lượng cát xây dựng để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.